bà với bên ngoài bà nhau thì trong ngoài bà nhau về. Tôi nói chuyện dựng được trên ông bà nghe không nào? Thế đầu tiên câu chuyện ra sao mà tự nhiên nó cứ xảy ra liên tục? Ê, cháu thì giống cũng quên, cháu chỉ ở nhà lúc trưa thôi. Trong nhà cháu ở nhà thì ấy có gì bà phải nói cho bà xem là vui như nào. Còn cháu thì giống không có gì đâu, ý là kiểu mẹ chồng với con dâu không hòa thuận được ấy. Thế à? Cậu ba kiểu bạn bạn kiểu không có tí là sao ấy. Thế cháu như nóng mình chả biết là ai đúng ai sai. Thế cái tiếng mẹ chồng làm dâu khó ăn từ trước giờ, mẹ chồng làm dâu bây giờ cũng thế. Không còn ngủ lâu hết nhở? Chuyện thì sáng đang ngủ đó à? Sáng đang ngủ vậy? Ngủ nó có từ lúc mấy giờ là lúc 9 giờ đến hơn 10 giờ tí dậy rồi. Đến mãi gần 1 giờ ngủ. Nó ngủ đi, nó ngủ cho nó tăng chiều cao. Trẻ con này phải ngủ nhiều mới tăng chiều cao. Nhiều lắm lớn. Nắm đi. Ui. Cái gì mà xuống kia kinh á? Nó anh đây đây. Anh hết rồi là lây em. Anh gần đây cho cả bằng con rồi đấy. Anh hết rồi là lây cái gì? Hết rồi gì? Ôi, bà. Ôi, bà. Bà đến chơi tầm trưa này. Đó rồi, ba để xem đây, ba đi chơi rồi, ba rồi. Cái ba đây là nắng gì? Nắng mùa mùa này. Cái bà này có việc gì mà bà đến nữa là đây? Có nhiều ba tàn đầu rồi, đầu có nhà không? Em có con đang đâu rồi? Cháu đang ngủ à? Cháu đang ngủ. À, ra. Cho một chiếc bóng. Đã đấy, bà ngồi với này nè. Tôi phải đến ngồi chưa? Cháu để cho cháu ấy, cho cháu ăn cơm sau thì cháu ăn. Đồng tình ta hỏng rồi, ra cần điện nó nhiều lúc không được. Bà ngồi đến là sao? Để có điện nhau cho đến... cho đến cơm nhiều nên không phải ăn cơm của cháu luôn. Ăn cơm nhà rồi. Ăn cơm nhà đã ăn xuống. Chưa rồi, đã ăn nữa chưa rồi. Và giờ cháu ở riêng của cháu ở đây luôn. Ừ. Cháu đây nó không lên nhà. À thế ở riêng ở nhà này là ở đây. Ở đây. Nhà này được cái không rộng rãi, hai gian rộng rãi, không phải trần. Vâng. Cái mùa này thì ở đường những mùa hè này nóng. Thế còn nó ngủ gần vừa đâu rồi, ngủ võng à? Vâng, cháu đây võng. Thế tình hình nào mà nhà bà xem ở TV bà thấy con khổ lắm à? Thì chắc là như thế nào mà mẹ con với bà con này mà thì nhìn ra sao mà bà có trẻ con cứ chửi liên tục, cái chửi mắng rồi mình tập vã tập vã gì ở các thứ rồi. Ê, nhưng nó gọi cho nên nhà cho nói bà đấy thì cái chuyện là cảm thấy linh tinh là mẹ nó cứ hay xé ra to quan mà mẹ nó cứ hay xé ra to quan nên là nó thành ra như vậy. Hay ho gì mà tôi giờ ra xuống bếp đây rồi thì hơi chật hơn một tí đi, nhưng mà chắc là nó thoải mái hơn. Ừ. Mẹ cháu đưa kiếm cớ sinh sức được hơn. Mẹ con đi đâu rồi? Cháu phải biết là mẹ cháu nó cháu này phải cho cơm nó ăn luôn. Thế thì... Thôi nhưng mà bà có cần gặp mẹ cháu thì cháu gọi mẹ cháu về. Tôi nói chuyện dùng được trên ông bà nghe không nào? Thế đầu tiên câu chuyện là sao mà tự nhiên nó cứ xảy ra liên tục? Ê, cháu thì giống cũng quên, cháu chỉ ở nhà lúc trưa thôi. Có nhà cháu ở nhà thì ấy có gì bà phải nói cho bà xem là vui như nào. Còn cháu thì giống không có gì đâu, ý là kiểu mẹ chồng với con dâu không hòa thuận được ấy. À, thế à? Cậu ba kiểu không có tính là sao ấy. Thế cháu như nóng mình chả biết là ai đúng ai sai luôn. Thế cái tiếng mẹ chồng làm dâu khó ăn từ trước giờ, mẹ chồng làm dâu bây giờ cũng thế. Con cứ việc mà ăn mở cho nó khéo nào thôi thì bảo bà thôi, con thì giờ con toàn này con bế con không làm được cái gì thì mẹ thông cảm cho con thế thôi, còn thì lúc nào con lừa được con làm, hoặc không thì gửi bà bế cho con, cho cháu cho con thì con đi con làm. Thế thì tình hình như thế bà thấy con thấy quá nó khổ. Dâu con ở dưới này bên đây thì khổ quá, cái bà không thể biết được. Mẹ con đã gả chồng ở trong Sài Gòn, chồng cái chồng về gần nhà bà, thế ai biết được trước được? Vâng, bây giờ mở riêng đây là mấy đứa có tiền thì xây ra nhà riêng ra thì thôi, chứ nhà nói chung là còn ở đất ở đây thì chắc còn cùng nhiều mà.
không ngủ nhiều. Thế nên là con đông này con đi làm này là nằm ở gần nhà ấy thì con bữa nào ở gần nhà sáng đi đưa về ấy thì vâng thì con phải bảo mẹ con này đấy cái khổ lỗi là thì... khổ lỗi là lúc cháu ở nhà này không có chuyện gì nhưng cháu cứ đi làm nó là là bắt đầu mẹ ở nhà này con chưa kịp xảy ra nhưng cháu có mặt ở nhà này không có chuyện gì. Như bây giờ là rất là đang xong đi biển nặng này không có gì. Thế là phải nhiều khi đến chiều cho đi làm cái là bắt đầu lại có chuyện cái ba. Toàn chuyện nhỏ xé ra to không? Mẹ không nhiều con cũng không nhiều mẹ nên là thành to chuyện. Tôi nghĩ là con thì thơ con mọn làm cái gì là cái tay gắt phải nói. Thế bây giờ nó đã cũng nói rồi, nhưng bây giờ là mới sinh cháu nhỏ được mấy tháng thì đang trong thời gian nghiên cứu thì làm cái gì đâu mà ăn thì chả lấu mà ăn đi. Sao mà làm được ra tiền đúng không? Thưa con bọn là sao làm ra tiền? Thế sao con đang lớn thì làm thì gửi già đi làm công ty. Đấy mãi nó mới ngủ lúc bây giờ ăn được cơm trưa xong đi. Nó mà không ngủ cho thì không ăn được cơm nữa. Cũng được mà ăn cơm. Được ăn cơm ấy không phải là sao nấu được cơm mà làm được cái gì mà ăn đấy. Vâng, con bọn nó thế. Ai chả có lúc thời con bọn, con nhỏ. Thế thì không có con thì nhiều người còn mong có con không được. Vâng. Người còn nghĩa mòi không có. Thế này con này đây thì luôn nấu ở đâu? Ăn có này luôn nấu ở đâu? Dạ đây, con cũng ghi cái gà đấy rồi. Đây, con còn đang nuôi cái này. Cái ba rồi thì mua cái bếp gà con luôn nuôi của nó. Phải nó cũng bí thay nhưng mà thế mua thêm một cái nò sửa, bếp sửa ấy, cho trẻ. Vâng, đấy, cháu đang kiếm tiền. Ở đây có ấm không? Có lạnh tợn không? Ở đây cũng bình thường. Bình thường đấy. Kiểu mặc quần áo ấm lại. Vâng, có thằng cò cái thằng lạnh hơn chứ mình. Cái lớn thì bình thường. Thế thì mua thêm một cái điều hòa hay là mua cái bếp sửa ấy. Vâng, cháu đang tính là có tiền thì cháu cũng lắp cho trẻ. Cái bếp sửa cho nó ấm mùa đông mới nó vào đông hẳn nó lạnh hơn thì ở đây lạnh lắm. Ở đây trẻ con lạnh. Mấy nó xuống 10 độ thì lạnh lắm. Ừ. Nó đệm nó lạnh lắm. Phải lắp điều hòa và lắp bếp sửa ấy. Thế này nằm dưới đất thì... rồi nó xong rồi bông rồi nó lại. Vâng, nó lại nằm dưới đất này này. Trẻ con nằm dưới đất sợ. Là chiếu, tối ngủ là giải chiếu nằm dưới đất đấy nhá. Thế thì khổ quá này. Bây giờ có phải có cái giường trong một cái đệm. Vâng. Ở đây không bị giường, cái giường này là... Ở đây mà cái giường bị chật quá à. Nó không gian nó bé quá. Giường nó to. Để giải đạp cái chiếu mà sáng ra cuộn vào nó gọn luôn. Nhưng không bị giường, bây giờ kêu một cái giường nó lên bị chật lắm. Cái giường hơi chật nhỉ, hơi chật. Thôi không thì nằm đệm, nằm cái đệm mà ấm giờ nó có cái chăn điện. Được. Ấm lắm. Chăn điện này người già trẻ con này phải nó trẻ nó ấm điện nào ấm hơn nó sông nhiệt lên nên là nó tiện mà giờ nó có đủ các thứ loại chăn điện rồi là máy sưởi quạt sưởi vâng nó nhiều rồi cho trẻ tắm cho trẻ thì có quạt sưởi nó tiện hơn. Vâng, giờ tắm ra giờ cháu chưa có sửa cháu tắm nó đều phải bê ra đầu què cho phơi nắng cho tắm hết nhá. Vâng, trưa nó trưa thì nó có ánh nắng là ấm hơn tí nhưng mà buổi sáng với buổi tối nó lạnh lắm. Vâng. Thế để cháu gọi mẹ cho về nhá. Vâng. Ừ. Vâng, vâng. 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 Để cháu gọi mẹ cho về. Bà chơi đã. Bà chơi đã chơi thì có dậy bà bế cháu nhá. Còn nhưng mà còn con nó đang ngủ rồi thì lại bà để ở xa bà cho anh rủ bà về. Đó, bây giờ nó nắng rồi thì nó cũng nắng cho đầu đau đầu đó. Vâng, vâng. Các chị, có thể lúc khác cũng được. Vâng, lúc nào thì cho con nó đỡ rét thì cho con nó sang bên bà chơi. Vâng, vâng, vâng. Sang bên bà chơi, hai vợ chồng cho con sang bà chơi nhá. Con giữ sức khỏe, chăm sóc con cái nhá. Vâng, vâng, vâng.